Kênh Mr. Zero bóng đá Vui Nhộn đã quay trở lại rồi đây. Và sau đây là bản tin từ kênh của chúng tôi. Đây là cách mà Ronaldo và Mourinho bóc chết Tiki-Taka của Barca. Huấn luyện viên Jose Mourinho nổi tiếng với tư duy chiến thuật phòng ngự phản công của mình kể từ thời dẫn dắt Porto cho đến Chelsea, Inter rồi Real Madrid. Ông đã vỗ ngực tự tin rằng chính mình là người đã chấm dứt sự thống trị của thứ bóng đá tấn công trữ danh của Barcelona trong những ngày huy hoàng nhất. Khi còn ở Inter Milan, huấn luyện viên Mourinho đã áp dụng vô cùng hiệu quả triết lý bóng đá của mình để vượt qua đồng quân của Pep Guardiola và giành cú ăn ba mùa giải 2010. Sau đó, ông cập bến Real Madrid và giúp câu lạc bộ này giành chức vô địch La Liga 2011-2012 với số điểm kỷ lục. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero để không bỏ lỡ những video thú vị nhất từ kênh của chúng tôi. Bóng đá thế giới chứng kiến thời kỳ hoàng kim của Barcelona từ năm 2008 đến 2012 dưới triều đại của huấn luyện viên Pep Guardiola với lối đá Tiki-Taka đẹp mắt và kiểm soát bóng vượt trội. Tiêu biểu là cú ăn 6 lịch sử ngay trong năm đầu tiên Pep tiếp quản đội chủ sân Camp Nou mùa giải 2008-2009. Và cũng chính các phần tử của đội bóng xứ Catalonia đứng ra làm nòng cốt để tuyển Tây Ban Nha trị vì bóng đá thế giới trong giai đoạn này. Cụ thể là ba chức vô địch danh giá liên tiếp là Euro 2008, World Cup 2010 và bảo vệ thành công ngôi vương Euro 2012. Sau khi phải nếm những trái đắng từ Barcelona và Tây Ban Nha thì những đối thủ của họ buộc phải rút ra những bài học kinh nghiệm để đúc kết lại phương án phù hợp nhằm phá hủy lối chơi áp đặt lên trận đấu này. Và huấn luyện viên Mourinho trong lần thứ hai quay lại đội chủ sân Bernabeu, ông nắm tay dàn sao hùng hậu của Real Madrid để làm đầu tàu trong việc khắc chế lối chơi Tiki-Taka của đại kình địch Barca. Sau khi nhận ra, việc chơi đôi công với đội bóng sở hữu sức mạnh vượt trội như Barcelona là một quyết định thiếu khôn ngoan, người đặc biệt quyết định từ bỏ lối chơi truyền thống của Real để xây dựng một hệ thống phòng ngự kiên cố và chấp thời cơ kết liễu đối thủ bằng những pha phản công nhanh gọn và sắc bén. Điều này lập tức có tác dụng khi thực tế đối đầu với Barcelona, Real chủ động nhường bóng cho đối phương kiểm soát và tập trung số đông cầu thủ của mình bên phần sân nhà để thu hẹp khoảng trống, và khi các cầu thủ Barca có bóng bên phần sân của kiền kiền trắng, họ lập tức bị cô lập bởi vòng vây cầu thủ Real và không thể tạo ra khác biệt để rồi thường xuyên bị mất bóng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn áp dụng lối chơi rắn để tận dụng ưu thế về thể chất giúp đánh bại các cầu thủ tốc độ của Barca và cũng như thực hiện những pha tắt bóng dứt khoát khiến các cầu thủ của El Blaugrana phải chuồn chân trong mỗi lần tổ chức phối hợp. Chưa hết, các cầu thủ Real còn tinh quái khi tạo ra những tình huống tạo khoảng trống ảo nhằm giăng bẫy các cầu thủ tấn công của Barca tiến vào, để rồi nhẹ nhàng lấy bóng từ trong chân đối phương bằng những tình huống 2-1. Và khi những đôi chân của những nghệ sĩ đến từ xứ Catalonia càng có dấu hiệu chệch choạc và bế tắc trong khâu tấn công thì cũng là lúc sĩ khí của đoàn quân huấn luyện viên Mourinho càng dâng cao. Kiên kiên trắng cho khởi động bộ máy tấn công của họ với chất bôi trơn là hàng tiền vệ đẳng cấp cho phép hệ thống vận hành trơn tru và những chất xúc tác cho bộ máy làm việc hết công suất như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema chực chờ trên hàng công. Những đường lên bóng và phối hợp của Real cũng từ đó mà sắc nét hơn trông thấy để rồi liên tục đe dọa lên khung thành của Messi và đồng đội.
Nhận thấy việc di chuyển rất nhiều của toàn đội hình Barca do đặc thù lối đá tiki-taka đã ít nhiều bào mòn thể lực hàng công của em Blaugrana do phải theo kèm những đường lên bóng của các cầu thủ Real và ảnh hưởng đến khả năng săn bàn ở tiền tuyến đội bóng xứ Catalonia. Thừa thắng xông lên, Real tổ chức pressing và đánh chặn cướp bóng ngay bên phần sân của Barca để tổ chức tấn công. Đặc biệt là nguồn thể lực còn rất dồi dào của hàng tiền đạo kèn kèn trắng chưa bị ảnh hưởng nhiều nhờ lối chơi phòng ngự phản công đã đến lúc được sử dụng. Rồi điều gì đến cũng phải đến, những bàn thắng của Ramos, Varane, Di Maria, Benzema và đặc biệt là ngôi sao Cristiano Ronaldo với nhiều lần nổ sớm nhất như một lẽ tất yếu, một thành quả xứng đáng dành cho sự khôn ngoan với chiến thuật phù hợp của thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho trong những trận đối đầu trước đối thủ không đội trời chung Barcelona. Mặc dù người đặc biệt đã không mang về được những danh hiệu lớn cho kèn kèn trắng trong lần thứ hai lên nắm giữ chiếc ghế nóng của đội chủ sân Bernabeu, nhưng phải thừa nhận ông đã đóng góp công thức để đánh bại lối chơi tiki-taka huyền ảo đã làm mưa làm gió thế giới bóng đá qua những trận đấu giúp Real có thể khuất phục được Barca trong những trận siêu kinh điển. Con đường thành công mà Mourinho đi đã giúp cho các đối thủ kế cận của Barcelona tiếp thu nhanh chóng lối chơi này, qua đó bắt bài hoặc ít nhiều gây lên khó khăn cho lối chơi bàn bật nhỏ của đội bóng xứ Catalonia. Chiến thắng của người đặc biệt và Real trước lối chơi tiki-taka còn nói lên một điều: không có gì là tuyệt đối cả. Cái gì có thể sinh ra thì dù sớm dù muộn vẫn có cách để phá hủy được, và đặc biệt là với môn thể thao vua. Nếu thấy video hay, nhớ để lại một like để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. We'll be right back.